Công an đang phong tỏa một đường ở quận 8. Lực lượng chức năng đặt bảng khu vực cách ly trong hẻm 47 đường Nguyễn Thị Tần. Phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đến 11 giờ 30 trưa 17 tháng 3, khu vực hẻm số 47, đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8 vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa. Ngay từ đầu hẻm, lực lượng công an, bảo vệ dân phố, dân quân canh gác nghiêm ngặt không cho bất kỳ ai vào từ đầu hẻm chạy, vào trong khoảng 10 mét có đặt bảng đề khu vực cách ly, cấm, vào, khiến người dân xôn xao. Nhiều người đi đường hiếu kỳ, đứng lại xem đều, được lực lượng, chức năng nhắc nhở, phải đi ngay, một số người, dùng điện thoại chụp ảnh, thì bị yêu cầu phải xóa. Người dân sống, tại khu vực này cho biết cơ quan, chức năng đến phong tỏa từ sáng, cơ quan y tế dựng hàng rào chắn ở hai đầu hẻm, làm việc xong, thì họ đi, bây giờ chỉ còn công an người này nói. Trước những nghi vấn của người dân là có người nghi nhiễm COVID-19. Tại khu vực này, phóng viên PLO đã liên hệ với ông Hồ Thanh Bình, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 2, quận 8. Ông Bình cho biết, hiện thành phố chưa công bố, Bộ Y tế chưa công bố nên chúng tôi chưa cung cấp được gì. PLO tiếp tục cập nhật. Bạn yêu quý, hãy để lại một dòng bình luận dưới đây để chúng tôi biết ý kiến của bạn. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.